Hey, hello xin chào mọi người nhé chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của đội 98 gaming thì ngày hôm nay giọng mình có hơi mất giọng một tí nghe nó hơi khác khác một tí thì mọi người nghe thì cũng thông cảm nhá rồi hôm nay là ngày đăng nhập của ngày thứ sáu rồi ngày mai thì chúng ta sẽ nhận được 10 kim cương thường thì thứ ba hàng tuần chúng ta sẽ nhận được 10 kim cương rất là đều đặn đúng không ạ và hình như mình nhớ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được một hộp mở kim cương hay là mai nhỉ hình như là mai thì phải à, và quà đăng nhập sự kiện điểm danh thì chúng ta cũng có là một hộp này hình như mở cái này là sẽ được cái ba lô đúng không các bạn thì ngày kia chúng ta sẽ nhận 20 kim cương à, cứ thay phiên nhau nhận kim cương vào những cái ngày bình thường này thôi thì chúng ta não sắp ra bảng update mới rồi thì chuẩn bị đến thứ năm tuần tới đây thôi là chúng ta sẽ có bảng cập nhật mới thôi còn vẫn chưa thấy nhà phát hành tiết lộ gì cho bảng cập nhật mới cả đấy à, thì hôm nay là đến thứ hai rồi thứ ba thứ tư hai à, ngày nữa là chúng ta sẽ ra tiết lộ bảng cập nhật mới thôi rồi bây giờ sẽ đi về nhà hay lượn đi đâu cái nhở ở cửa hàng xem đây có bày bán cái gì nhà phát hành có bán cái gì mới không ha ừ uhm. thì cũng chưa thấy bán một đồ gì mới cả đấy vẫn mấy đồ cũ thôi đấy. xem có gì mới không à, mình sẽ nhận cái đa quý trước đây rồi nhận hết đá quý xong mình sẽ tiết lộ cho một các bạn một cái thông tin nhá để các bạn lại nhận mã cốt cao phần tiếp Đấy, dành cho những bạn nào mà cần cù chăm chỉ chịu khó rồi một chút nữa thì quay lại mở cái này được không ra hay mở luôn mở luôn đi mở luôn lấy hên trước nhá mở luôn lấy hên trước này lấy kim cương trước này nghe có vẻ mở nhanh thì hơi khó được kim cương nhỉ các bạn nhỉ? U cha cha không được rồi. Ô cha. Ô cha không ra luôn. Viên này ra không? Ra cho tôi đi. Ra cho tôi. Úi không ra các bạn ơi. Ra cho tôi. Không ra các bạn ơi. Ra cho tôi. Ôi giời ơi, xui quá Hình như hôm nay là không có vận thêm cho lắm các bạn ạ Cái này mở kim cương, mở hộp vịt thì có vẻ không ra kim cương rồi Hai ba Cách một nhịp Mở hơi nhanh rồi Ba kim cương Ba kim cương Một, hai, ba à, hơi xui hôm nay ra hai lần tiền giao liền hai lần tiền sao là có vẻ hơi xui đấy rồi và bảng thành tích xếp hạng hôm qua là mình nhận được đó là ở top thứ 50 mươi nha các bạn nhé và mình được hai vé coupon hai vé coupon thì nói chung là cũng lãi rồi <laughs> bỏ ra vừa kim cương để tham gia event câu để nhận lấy hai hai cái vé coupon với năm mươi nghìn năm mươi với mười một nghìn tiền sao nói chung là cũng đánh đổi gọi là free cũng ok gọi là lãi được một vé coupon thôi mà là rồi, thì bây giờ mình sẽ thông báo cho mọi người nhận một cái mã code dành cho những bạn nào chăm chỉ cây quốc và có thành tích tốt trong ngày hôm qua nha. Đấy. Chỉ dành những bạn nào thành tích tốt thôi, đấy là cái thông mình thông báo trước. Rồi, bây giờ mình sẽ quay sang hướng dẫn mọi người để nhận cái mã code này nha. Rồi, thì đây. Nhà phát hành mới ra một cái event đó là khoe thành tích cá khủng dinh thêm quà. Đấy, thì dành cho những bạn nào có thành tích khủng thôi thì cái này nó cũng hơi buồn một tí Đấy, những bạn nào mà ở top dưới thì cũng hơi cùi đúng không hãy quay thành tích top một câu cá voi lưng gù của các bạn vào bên dưới Đấy các bạn chỉ dành cho những bạn nào được top 1 cá voi và xin bạn cá voi lưng gù thôi nha top 2 là không có được Đấy, top một các bạn đã được 100 vé cộng 100 kim cương này 10 vé cao phần rồi mà các bạn đã còn nhận được thêm cốt riêng ở bên nhà phát hành tặng cho nữa quá là đỉnh Đấy. Thì giải thưởng sẽ là một bốc thăm hoàng tử bé 777 tiền sao và hoặc có thể là bốc thăm dưa hấu cộng với bốc thăm vũ trụ thần bí. Đấy, một trong hai loại cốt này. Các bạn sẽ nhận được một trong hai nha chứ không phải nhận được cả hai đâu nhá. Mã cốt đầu tiên sẽ là hoàng tử bé và 77 tiền sao. Mã cốt thứ hai sẽ là bốc thăm dưa hấu và và bốc thăm vũ trụ thần bí. Các bạn sẽ nhận được một trong hai loại đó. Đấy, loại một thì là mình đọc rồi, loại hai mình đọc rồi đấy thì công việc của các bạn chỉ việc điền vào cái form này thôi thì mình sẽ đưa cái form này cho các bạn các bạn điền đấy các bạn bấm vào cái link này này nó sẽ hiện ra cái này hiện ra cái link để các bạn điền thôi thì đến đây mình sẽ hướng dẫn các bạn điền nhá đầu tiên thì các bạn hãy ghi cái tên facebook của các bạn vào đấy, tên facebook ví dụ như mình là thiện nguyễn hay gì đó sau các bạn điền cái email nhận cốt của các bạn vào đây email này sẽ là tài khoản google các bạn nhé ví dụ như mình mình điền này đấy, tài khoản google các bạn đã cầu gmail com đấy Đấy. Tiếp theo là tên in game là tên nhân vật trong game của các bạn. Đấy. 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 đấy, tên Facebook của các bạn điền này đây, điền rõ ra. Xong các bạn đưa hình ảnh quay top một của bạn, đấy. hình ảnh hợp lệ ở bên dưới ạ. Tức là các bạn sẽ khi các bạn được top một đúng không? Thì các bạn sẽ được tặng một cái vương miện Đấy, vương miệng cá voi như thế này đấy, vương mộng vàng vương miệng vàng đấy. đấy. một cái gọi là gọi là cái huy hiệu màu vàng mà nhà và hành đã tặng cho các bạn ở khi ở các bạn được top 1 đấy. đấy. thì các bạn đảm bảo thì các bạn hãy treo nó lên một cái bức tường ở đó trong nhà các bạn rồi các bạn chụp ảnh có cả tên nhân vật các bạn có cả cái tấm bảng treo ấy nó tương tự như tấm ảnh trong hình này bạn thấy chưa đấy, nó phải tương tự như tấm hình trong hình này vừa có tên nhân vật của các bạn này vừa có cái khung ảnh cá voi là các bạn đã được thì mình chỉ các bạn mẹo để các bạn nhận cái này các bạn có thể đến nhà người khác các bạn chụp lại cái tấm hình mà ở với các bạn với lại cái tấm khung như này các bạn tìm nhà bạn nào có cái top 1 đấy các bạn hiểu không đấy, Bằng mặc dù các bạn không được top một nhá đây là mình chỉ cho các bạn cái mẹo này cho tất cả mọi người mà không không được top một vào xếp hạng mà vẫn có thể kiếm được nhá thì các bạn hãy đến cái nhà bạn nào mà có bảng xếp hạng top một top đấy các bạn đến các bạn chụp các bạn cắt chỉ lấy cái khung hình các bạn với lại cái khung hình như này thôi nhá đấy đừng có chụp khác đấy à nhưng mà các bạn chụp thế thì các bạn không có cái vương miện ở trên đầu đúng không các bạn chụp các bạn phải có cái vương miện ở trên đầu cơ thì mới được tính là nhà các bạn còn các bạn mà không có vương miện thì không có từ tính đúng không hơi khó nhỉ đấy các bạn chụp như này các bạn về nhà các bạn các bạn treo cái bấm ảnh lên tường như này các bạn chụp phải có tên các bạn như này và có cái tấm ảnh các bạn top một đấy cho các bạn bấm vào thêm tẹp này chụp lại rồi các bạn bấm thêm tẹp vẫn cho, cho, cho hình ảnh vào thôi chọn hình ảnh vào thôi các bạn bấm gửi là ok chỉ cần bấm gửi thôi là là xong cái nhiệm lúc này rồi đấy đây là cái cách để các bạn nhận cái mã code uh, dành top một vào xếp hạng nha ừ. Uhm. <laughs> đó thì cái mã code này chỉ dành cho những bạn top một thôi đấy, mình mình cứ tưởng là luôn luôn với nhập hành được nhưng mà không được các bạn ạ cái hình ảnh mà các bạn đến nhà người khác ấy thì trên đầu các bạn sẽ không có cái vương miện đấy đâu còn nếu mà các bạn ở nhà các bạn ấy thì các bạn sẽ có cái vương miện trên đầu ôi ơi áo mất rồi mặc dù à, cũng tính lươn với nhà văn hành nhưng mà cũng không lươn được nhà các bạn nhỉ không lươn được <laughs> tính lươn là không lươn được nhà văn hành cũng tính toán hết tất cả các đường của các bạn để các bạn lươn rồi ừ. bởi vì cái mã cốt này nó chỉ có tầm độ mấy trăm cốt thôi đấy thì à, Bây giờ mỗi bảng xếp hạng sẽ có 50 người. Thì 50 người thì sẽ có một người được một người được top 1 thôi. Thì bây giờ một người được top 1 bây giờ bạn có tính đi cứ tập cho tầm độ 200 cốt đi. Đấy, 100 cốt thôi đi. Là đã vào tầm độ uh, 5.000 người rồi. Đấy. Thì cũng vào khá khá đấy, nếu mà tầm độ 200 cốt cũng vào tầm độ 10.000 người tham gia rồi. Thì trong 10.000 người tham gia đấy thì chỉ có tầm 200 người được thôi đúng không? Em hành tính toán hết rồi đó thì mình sớt lên thôi các bạn nào được bạn nào chăm chỉ cần cù mà câu được top một thì các bạn vào nhận cốt còn nếu mà không được thì thôi chia buồn chúng ta chờ đến sự kiện khác cái đấy thì cũng đành phải chịu thôi mình nên mình chịu mình cũng muốn lấy cái cốt đấy lắm nhưng mà mình lười thứ hai là đen nên tôi phải chịu thôi các bạn cứ lười cộng với đen thì cái đấy nó gọi là x x hai không nhận được quà nhé đó đấy là cái mình hướng dẫn cho các bạn thôi bạn nào có đấy là thông đấy là thông báo của mình thôi, bạn nào được top 1 thì nhận quá. Và không được top 1 thì cứ coi như là chúng ta có một thông báo vui đi. Hoặc là có thể là một cổ vũ cho các bạn khác được top 1 đúng không? Và cứ ra cũng lấy đó làm cái làm gọi là cái um, động lực để lần sau chúng ta cố gắng cố giành lấy những cái top 1 đúng không? Lần này chúng ta tiếc thì lần sau chúng ta mới cố gắng được. Còn không tiếc thì lần sau làm sao chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ lười đi câu. Các bạn ấy top 1 thì các bạn ấy cũng cố gắng lắm thì các bạn ấy mới được top 1 chứ đúng không? Một phần là cũng được may mắn đi. Ừ, có khi nhiều bạn top 1, top 2, top 3 thì đều lên câu lên cá voi lưng gù cả nhưng mà top 1 mà lên con con voi dài hơn thì đó là do sự may mắn. Nhưng các bạn phải cần cù đi săn thì các bạn mới săn được những con voi như thế. Nhiều khi các bạn cũng săn được mấy con voi lưng gù nó bé hơn nhưng mà bạn ấy không được lên Thì mà... con thứ năm thứ sáu các bạn mới được con to các bạn mới lên được đúng không đấy thế nên là cũng phải coi như cái đó là một chút động viên bởi vì sự kiện này cũng hơi rất là khó mà các bạn cũng câu được cái top 1 như vậy là các bạn cũng có một sự tích cực khá là cao rồi. Có một sự cố gắng khá là lớn, cũng nên động viên đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì ra về nhà, về nhà lấy nốt ít kim cương các bạn ạ, tưới cây trồng rau các thứ. Nhận nốt 10 kim cương này nha. Còn bạn nào mà rồi ít nữa mà có thông báo thì nhận cốt tiếp chuẩn bị uh, cái mã cốt 200k thành viên trong group chuẩn bị có đấy sắp đủ 200k thành viên là chuẩn bị có cốt rồi bây giờ cũng trăm chín mấy rồi trăm chín mấy nghìn rồi đến 200k thành viên trong group cái là chúng ta sẽ nhận được cốt ngay sẽ có cốt luôn không biết là cốt 200k thành viên thì có được cái gì to to không 200k thành viên cho cốt cùi cùi thì cũng buồn ghê ấy. Rồi ok. Rồi, tự cước thành công. Rồi và chắc clip mình cũng xin dừng tại đây thôi. Chúc tất cả các bạn có một sức khỏe và đầu tuần thật là may mắn, vui vẻ nha các bạn nhé Cố gắng kiếm được nhiều những cái kim cương và những cái thành tích tiếp theo để gọi là kiếm gọi, là, gọi là, tăng cao cái nick của mình lên đúng không? Rồi, và clip mình xin dừng tại đây. Bye bye mọi người. Mọi người đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Và trên kênh của mình vẫn có event tặng thỏi vàng cho những bạn nào cho những cái clip và đạt đến 50k view trong vòng một tháng và tặng thỏi vàng hai lần hai, hai tuần một lần cho các bạn mỗi lần là 20 thổi vàng. Nếu các bạn là muốn nhận thì các bạn đầu tiên phải là thành viên của kênh Đạo chị tám nguyên minh bằng cách là đăng ký kênh, bấm chuông thông báo ở bên cạnh cái nút đăng ký ấy. để mỗi lần mình ra clip các bạn sẽ nhận được thông báo và đừng quên bấm like, chia sẻ và comment tên nhân vật đều đặn ở dưới mỗi clip để tăng cơ hội nhận thỏi vàng nha. Bye bye mọi người.